Sau đây mình sẽ thể hiện cho các bạn một trò rất là hay, đó là xoay vở. Thì để mà bước đầu tiên là xoay là như thế này. Đấy, những bạn nào mà không biết xoay thì nó sẽ cảm thấy là rất khó, nhưng khi xoay rồi là cảm thấy rất là dễ. Nhưng mà đây là có nhiều bước. Bước thứ nhất là xoay. Đấy, xoay thế này là khi nào mỏi tay thì thôi. Đấy, còn bước thứ hai là rất là hay, nhưng mà rất là vui, đó là tung lên và hứng. Trượt rồi. Tiếp này. Đấy, ui trượt rồi. Quán này khó này, khả năng là quán này là khó này. Ừ, cứ trượt nhỉ. Ừ, vẫn vẩn nhỉ. Ôi. Ừ, không trúng. Bao giờ mới được này. Mức độ này là mức độ cực khó. Chùa rồi. Xoay. Lệ. Ồ. Lệ. Xít được. Cứ bình tĩnh nhé. Bình tĩnh mà run nhé. Đấy. Rồi. Đấy. Không được rồi. Đấy. Trời ơi. Hơi bị lâu. Đấy. Đấy. Trời ơi. Sao lại không được nhỉ? Hành hạ quần vợ quá. Ừ. Đấy. Trời ơi. Ồ, cao thế. Không được rồi. Quay mấy phút rồi mà không được. Đấy. Ôi trời, xích được. Mức độ này là mức độ gọi là professional. Trình độ hơi kém đấy. Được rồi, hay quá. Đấy. Bắt đầu vào 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 vào. Ôi giời, hay quá nhỉ. Đạt được trình độ amateur rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Không cứu được. Được rồi, hay. Các bạn thấy thế nào? Để xoay bình thường như thế này là rất đơn giản. Có xoay khi nào mỏi tay thì thôi. Nhưng mà để được đạt trình độ là bắt nó thì khá là lâu. Rồi. Đấy, hay thế nhỉ. Rồi, được rồi. Không cứu được. Không cứu được. Thôi, các bạn về luyện nhé. Xin chào, bye bye.